Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Mê Xe. Phân khúc hạng A, chúng ta đã nói với nhau rất nhiều về VinFast Fadin rồi. Một chiếc xe có động cơ 1.4 và một mức giá bán thì luôn luôn được ưu đãi, rất là hấp dẫn. Có thời điểm thì chiếc xe đó ở phiên bản Bay, mức giá nó chỉ khoảng 260-270 triệu thôi. Thực sự là nó quá hấp dẫn để người ta sẽ không thể nghĩ tới một cái lựa chọn nào khác ở trong phân khúc này nữa. Tuy nhiên nếu anh em lùi lại một chút và quan sát tổng thể thị trường thì anh em sẽ biết rằng là Hyundai i10 là một chiếc xe cũng luôn luôn là chỉ xếp ngay sau Fadin thôi. Và so với tổng thể toàn thị trường thì như tháng vừa rồi, chiếc Hyundai i10 này cũng lọt vào top 10 xe bán chạy. Nói như vậy để thấy rằng là i10 vẫn có cho mình một cái đối tượng khách hàng riêng với những cái ưu điểm riêng. Vậy đâu là điểm mạnh của chiếc xe này so với mặt bằng chung của phân khúc, hay là đặc biệt là so với chiếc xe đối thủ VinFast Fadin? Chúng ta sẽ cùng nói chuyện với nhau về tất cả những điều đó trong video ngày hôm nay. Trước khi đi vào chi tiết chiếc xe này thì tôi muốn lạm bàn một chút tới cái câu chuyện về thương hiệu. Để so sánh i10 với Fadin thì ở một góc độ nào đó chúng ta có thể nói rằng là thương hiệu Hyundai thì nó vẫn có được một cái độ tin tưởng, một cái sự lâu năm hơn một chút ở Việt Nam so với thương hiệu VinFast. Nên là ở Việt Nam thì có những người là không thể đi được xe của VinFast thì chắc chắn là Hyundai là một lựa chọn mà họ sẽ nghĩ tới ở trong phân khúc hạng A. Cái ưu điểm đầu tiên đó chính là sự rộng rãi, và lên tới cái thế hệ all new mới nhất này thì cái kích thước của i10 lại còn tăng thêm so với thế hệ tiền nhiệm nữa, để bây giờ chúng ta có một chiếc xe có kích thước hàng đầu ở trong phân khúc. Rộng rãi là một chuyện, với cái kích thước lớn như vậy thì chúng ta còn có một chiếc xe Hyundai i10 nhìn ở phía bên ngoài trông nó khá là to. Nếu mà bây giờ đặt cạnh chiếc Fadin chẳng hạn thì anh em sẽ thấy rằng là i10 có cái kích thước tổng thể và có cái hình dáng bên ngoài vượt trội đáng kể so với chiếc xe của Việt Nam. Còn về thiết kế thì mỗi người sẽ có một cái mắt nhìn khác nhau, nhưng dưới góc độ là một người trẻ thì tôi cho rằng là cái thiết kế của i10 đời mới này nó cũng mang được cái không khí rất là trẻ trung và hướng tới những cái đối tượng khách hàng 9X. Cụ thể chiếc xe này có những cái gì, chúng ta đã nói chuyện với nhau từ cái hôm mà nó được giới thiệu ở showroom rồi. Tôi cũng đã tới và để làm cái video trải nghiệm nhanh về trang thiết bị. Chỉ xin được nhắc lại một chút thôi. Ví dụ như là ở đây, cái cụm lưới tản nhiệt được hạ thấp xuống phía dưới, rồi có một cái cụm đèn LED móc sát vào phía bên trong như thế này. Trong cái tổng thể, cái đầu xe nó có cái thiết kế khá là đặc trưng của Hyundai. Đèn chiếu sáng thì vẫn sử dụng là bóng halogen mà thôi. Tuy nhiên thì ở phía dưới này chúng ta đã có một cái hệ thống đèn sương mù được làm theo dạng một cái tinh cầu, trông nó cũng khá là chỉn chu. Và đây cũng là cái cách làm mà Hyundai đã mang tận xuống dưới phân khúc hạng A rồi. Quý vị có thể nhìn thấy cái kiểu làm cái đèn sương mù này rất quen thuộc ở trên Accent, trên Elantra. Đấy, nghe cái tiếng đóng cửa nó cũng khá là chắc chắn. Và với một chiếc xe có cái kích thước lớn như vậy thì nó cũng sẽ giúp tăng thêm cái ưu điểm về cái độ ổn định khi mà lái, khi mà vận hành. Trong cái chuyến đi này thì chúng tôi được trải nghiệm Hyundai i10 từ Hà Nội xuống dưới Ninh Bình, cũng được đi ở trong phố một đoạn này, và rồi đặc biệt là đi ở cao tốc để đẩy chiếc xe này lên cái tốc độ tối đa cho phép ở Việt Nam là 120 km/h, thì cũng đã nhận ra được một số những cái ưu điểm của chiếc xe này. Cụ thể hơn thì tôi sẽ chia sẻ ở phần trải nghiệm vận hành. Còn bây giờ thì tôi muốn dành thời gian để nói về cái khoang nội thất này. Tiếp tục cái ưu điểm nó là sự rộng rãi rồi. Lên đến đời này thì còn có một cái điểm mà theo tôi đã được cải thiện khá là tốt nữa, đó là sự chỉn chu và cái độ hoàn thiện của trong cái khoang nội thất này nó cũng đã tốt hơn khá nhiều so với cái thế hệ tiền nhiệm rồi. Tôi chỉ hơi không thích một chút đó là cái cụm đồng hồ phía trước màn người lái, rồi là cái màn hình giải trí trung tâm nó được làm liền khối với nhau thì trông nó sẽ hơi bị choán một chút ở tầm nhìn thế này. Tuy nhiên với cái độ hoàn thiện rồi, với cái chất liệu nhựa được làm ở cái mức độ khá ổn nên là nhìn nó sẽ không bị thô. Ở phiên bản cao cấp nhất này thì xe vẫn sử dụng hệ thống điều hòa là điều hòa cơ thôi. Chi tiết mà tôi thích nhất ở trên chiếc Hyundai i10 đời mới này đó chính là cái vô lăng ở phía trước mặt tôi đây đã được nâng cấp lên cái cách làm giống như là Kona, giống như là Elantra rồi. Một chiếc xe hạng A nhưng có cái phần vô lăng được làm chỉn chu, to và cầm nó khá là chắc tay. Và cái vô lăng này nó còn thay đổi ở cái thực tế khi mà đem vào vận hành nữa, thì cụ thể là tôi sẽ nói với quý vị kỹ hơn. Ghế được bọc da này, khâu chỉ đỏ này, tuy nhiên là cái phần da này thì cũng là ở mức rất là hạng A thôi.
nên là ngồi trời mùa hè thì nó cũng khá là bí. Cái không gian của i10 không những là được rộng rãi nhờ việc là tăng kích thước, mà nó còn rộng rãi hơn bởi cái cách tối ưu những cái không gian để đồ. Như quý vị có thể nhìn thấy những cái hộc ở đây này, rồi kể cả vị trí này nó cũng đã được cải tiến so với cái thế hệ trước rồi. Trông nó to hơn và sẽ để được điện thoại ở đây thuận tiện hơn. Rồi giá để cốc này và cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai. Một cái điểm khác biệt nữa của i10 so với mặt bằng chung của phân khúc và đặc biệt là so với Fadin nữa là một số những cái trang bị, ví dụ như là cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai này, hay là có cruise control này và hệ thống cảm biến áp suất lốp. Tuy nhiên thì cảm biến áp suất lốp ở trên một chiếc xe hạng A như i10 thì chỉ là cái phần cảm biến mà nó báo khi có lốp bị non hơi thôi, chứ không báo vị trí lốp, không báo áp suất ở từng lốp. Nên là để xét về cái công năng thực sự của cái hệ thống cảm biến áp suất lốp này thì nó phù hợp với những người mới lái và chưa có quá nhiều cảm nhận về một cái lốp mà nó bị hết hơi. Thực sự là cái thời điểm mới lái cách đây khoảng 3 năm thì cá nhân tôi có một lần là đi xe ở tốc độ cũng chậm chậm thôi, đều đều thôi ở trên quốc lộ, mà một lốp xe đã bị ăn đinh và hơi xuống từ từ rồi, nhưng phải khi xuống hẳn đến tận khi mà nó bẹp hẳn đi thì tôi mới phát hiện ra. Đây là không gian vị trí hàng ghế thứ hai, rộng rãi thoải mái với một người cao 1m7. Xin được dành thời gian để nói kỹ hơn một chút về cái sự rộng rãi khi mà sử dụng một chiếc xe. Thực sự là tùy cái nhu cầu và cái quan điểm sử dụng xe của mỗi người, nhưng đối với tôi là với một chiếc xe kể cả có đi một mình thì cái độ rộng rãi nó cũng phải đạt được một cái mức độ nhất định thì mới đem lại cái sự thoải mái được. Ví dụ như là với chiếc i10 này, đi gia đình 4 người, thậm chí là nếu mà bí thì thêm một người nữa ở đây, là tổng cộng là có 5 người trên xe, thì tôi nghĩ là chiếc xe nó vẫn đáp ứng được tốt về mặt không gian, thoáng đãng, vị trí ngồi thoải mái, rồi ô cửa, rồi tất cả khung vỏ xung quanh tạo ra một cái không gian mà nó sẽ mang đến được cái độ thoải mái. Khi mà đi đường dài thì chúng ta sẽ cảm nhận được là một chiếc xe rộng rãi thoải mái nó có cái tác dụng như thế nào. Và theo tôi đó là lý do lớn nhất để cho i10, dù bây giờ có mức giá bán cho phiên bản cao cấp nhất như chiếc xe hatchback này là 435 triệu đồng và với chiếc xe sedan là còn cộng thêm 20 triệu là 455 triệu đồng nữa, nhưng mà vẫn có khoảng hơn 1.000 người mua chiếc i10 này vào tháng vừa rồi. Có một cái lưu ý với những người mà lần đầu tiên đi xe Hyundai hay là lần đầu tiên bước lên xe Hyundai, đấy là cửa xe thì anh em lưu ý là phải đóng rất là mạnh thì nó mới vào. Chứ đóng nhẹ nhàng như kiểu những xe khác như kiểu Mazda là không vào đâu, đóng rất là mạnh tay. Những người mà lên chiếc xe của tôi đi xe Hyundai mà, những người mà lên xe của tôi thì hầu như là kiểu gì lần đầu tiên cũng phải nhắc là đóng cửa lại, phải đóng mạnh tay vào thì cửa nó mới vào. Thì nhà sản xuất Hàn Quốc này cũng làm cái gioăng cửa nó khá là dày, nên là đóng vào thì phải đóng mạnh nó mới vào, chứ nó nếu đóng nhẹ là nó vẫn sẽ báo là chưa khóa cửa trên này. Hyundai i10 lên đến cái thế hệ mới này thì động cơ thứ là vẫn giữ nguyên, động cơ 1.2 và hộp số tự động 4 cấp. Cái sức mạnh động cơ của i10 như thế nào có lẽ là cũng không cần phải nói nữa rồi, chúng ta đã nói với nhau điều này rất là nhiều rồi, và anh em đi i10 đời trước thì cũng đã biết là cái động cơ này, sức mạnh của nó ra sao. Và riêng về mặt sức mạnh thì tôi thấy rằng là cũng không có gì thay đổi cả. Tuy nhiên thì có một cái ưu điểm mà vẫn giữ được, đó là động cơ này kể cả khi mà đẩy lên những cái vòng tua cao tại tốc độ khoảng 120 km/h, cỡ khoảng tầm 3.500 vòng phút, có thể là nếu mà đạp kích down lên nữa lên khoảng 4.000 thì động cơ cũng đã gào lên rồi, nhưng mà nghe tiếng máy nó vẫn rất là tròn và nó không bị kiểu lao lực, cảm giác là động cơ nó vẫn đáp ứng tốt. Tất nhiên là khi mà lên tới những cái giải tốc độ cao như vậy rồi thì xe sẽ cần thời gian để giữ tua lại lên thì mới đạt được cái giải tốc độ lên tốc độ cao, chứ không thể nào mà lên đảm phát là lên luôn được. Tuy nhiên thì mọi thứ nó vẫn tạo được một cái cảm giác rất là hài hòa và nó không bị quá là nặng nề. Nhìn chung thì động cơ của i10 với cái tải trọng khoảng 5 người lớn, thêm cả đồ đạc nữa, ngày hôm qua chúng tôi đi ở trên cao tốc ở giải tốc độ 100-120 km/h thì vẫn đáp ứng tốt. Và những cái pha vượt xe thì anh em chỉ cần lưu ý là phải căn đà một chút thôi thì hoàn toàn có thể tự tin để làm được điều đó. Động cơ tròn, nghe khá êm và không bị có độ rung khó chịu, đó là cái ưu điểm về mặt động cơ. Còn những yếu tố khác, ví dụ như phần vô lăng này được làm thay đổi về cách thiết kế, về ngoại hình này,
thì bên cạnh là đẹp hơn thì còn có một cái ưu điểm nữa, đó là cầm chắc tay, khá là to. Thông thường thì xe hạng A thì cái vô lăng này sẽ làm nó hơi bé một tí. Ví dụ như đời trước là cái vô lăng, cái chỗ cầm nắm này này là nó sẽ bé hơn. Thế đời này thì cầm nó chắc tay hơn. Tuy nhiên cái sự thay đổi quan trọng đó là cái vô lăng này nó đã không còn lỏng lẻo như kiểu i10 thế hệ cũ nữa rồi. Nó đã được làm siết, độ siết khá tốt, chính xác và gọn gẽ. Đấy. Đi lên cao tốc lắc lái chuyển làn là cảm thấy yên tâm hơn khá là nhiều. Và một ưu điểm nữa, đó là tại sao lúc ở phía bên ngoài tôi nói rằng là cái kích thước lớn nổi bật so với các đối thủ trong cùng phân khúc, bên cạnh cái việc là nhìn chiếc xe to hơn, ngồi bên trong rộng hơn, thì còn có một cái ưu điểm nữa về mặt vận hành. Đó là khi chúng ta có một chiếc xe với cái kích thước nó lớn thì cái tiết diện của chiếc xe khi mà đặt trong không gian trên đường để chạy nó sẽ lớn hơn. Chính vì vậy thì chúng ta có một chiếc xe nó có cái độ ổn định tốt hơn. Cảm giác khi mà đi chiếc xe này lên tốc độ cao và chuyển làn lắc lái thì nó có một cái độ dàn trải tốt để khiến cho chiếc xe nó đạt được cái độ ổn định. Chưa kể là hệ thống khung vỏ của Hyundai đưa lên chiếc i10 này cũng là một cái chi tiết mà chúng ta phải dành lời khen. Khi mà hôm qua thì tôi đi giải tốc độ khoảng 120 km/h ở trên đường cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình, Pháp Vân Ninh Bình, thì cảm giác là chiếc xe này nó khá là chắc chắn, hệ thống treo ổn định, không mềm quá nhưng mà cũng không bị cứng quá, mọi vị trí ngồi trên xe là đảm bảo được cái độ thoải mái. Về khả năng cách âm thì một chiếc xe hạng A chúng ta sẽ không thể nào đòi hỏi được rằng là nó sẽ có cái gì đó nó quá khác biệt so với những cái tay còn lại cả. Tuy nhiên thì đấy lại là một cái ưu điểm của một cái không gian rộng rãi, đó là khi mà những cái tiếng ồn ở bên ngoài vọng vào trong thì với một cái không gian rộng hơn thì cảm giác là nó cũng đã được pha loãng hơn, nó không bị gây cái tiếng khó chịu. Và một cái ưu điểm của i10 đời này nữa, đó là đã được sử dụng bộ lốp của Goodyear chứ không phải là lốp Hankook, giống như là trên một số những chiếc xe Hyundai trước kia xuất xưởng, thì nó cũng êm hơn. Đi chiếc xe này thì tiếng ồn nó sẽ vọng từ gầm và từ xung quanh thôi, chứ còn tôi không bị nghe cái tiếng rào rào từ lốp. Như chiếc xe Kona mà tôi đang đi là sử dụng lốp Hankook thì nghe tiếng lốp đi lên tốc độ cao, vẫn nghe thì tiếng lốp, còn chiếc xe này thì không bị nghe thấy, hoặc là nghe thấy nó không quá nhiều. Về mức tiêu thụ nhiên liệu thì khi mà đi đều đều ngày hôm qua ở giải tốc độ 120 km/h là chính, một chút cái đường đi ở trong phố thôi, thì chiếc xe này đang báo về khoảng là hơn 5 lít cho 100 km. Để tổng kết lại video ngày hôm nay thì cái sự thay đổi mà khiến tôi cảm thấy ấn tượng nhất chính là tới từ cái sự chắc chắn của khung vỏ, đặc biệt là cái vô lăng này. Còn những cái ưu điểm như là độ rộng rãi thì từ thế hệ trước i10 vẫn như vậy rồi, lên tới cái thế hệ này thì cái điểm mạnh nó lại càng được làm rõ hơn với việc là tăng kích thước. Còn đẹp xấu thì mỗi người sẽ có một cái mắt nhìn khác nhau. Về trang bị thì cũng có những cái ưu điểm so với trong cùng phân khúc. Tuy nhiên thì về tính năng an toàn thì lại mới chỉ có 2 túi khí thôi. Với tất cả những điều đó thì quý vị nghĩ sao? Với mức giá bán là 435 triệu đồng cho phiên bản hatchback cao cấp nhất và 455 triệu đồng cho phiên bản sedan, liệu là có xứng đáng để quý vị bỏ ra cái mức tiền đấy để sở hữu chiếc xe này không? Hãy để lại ý kiến ở phần comment. Đừng quên like, share, subscribe như bấm chuông để không bỏ lỡ những video tiếp theo trên Mê Xe. Xin chào và hẹn gặp lại.